Dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực lên đời sống kinh tế xã hội. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, những ngày qua chúng ta vẫn thường xuyên nhận được thông tin, hình ảnh về những nghĩa cử, việc làm hết sức trách nhiệm, chung tay với cộng đồng của các doanh nghiệp trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, những doanh nghiệp thương hiệu quốc gia đã có nhiều đóng góp hết sức ấn tượng. Bên cạnh việc đóng góp hàng tỷ đồng tiền mặt trực tiếp cho các tổ chức, bệnh viện, địa điểm cách ly, các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia đã ủng hộ nhiều hiện vật và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Hiện nay, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp các hoạt động sản xuất kinh doanh và bị gián đoạn một số chuỗi cung ứng về nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ đầu ra sản phẩm, nhất là trong các ngành dệt may, da giày, ngành nông sản, dịch vụ du lịch và bán lẻ. Trong bối cảnh đó, theo chỉ đạo của Chính phủ, bên cạnh việc tập trung nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch, Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan quản lý chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp. Chúng ta tập trung vào cái việc quảng bá các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các cái doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam trên các cái phương tiện truyền thông số. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái tổ chức xúc tiến thương mại của các nước, rồi là các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam và nhất là các cái doanh nghiệp thì là tổ chức các cái giao thương, các cái buổi giao thương trực tuyến, ngay kể cả ở tại thị trường Trung Quốc, rồi là đối với thị trường của châu Âu, thị trường ở châu Mỹ Latin và một số các cái thị trường khác. Cùng với sự vào cuộc của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, thể hiện qua các chương trình, hành động cụ thể, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, đã, đang có những nỗ lực chủ động để vừa tìm giải pháp tự tháo gỡ khó khăn cho chính mình, vừa chung tay cùng chính phủ đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thank you.